một khu đô thị đẹp đến ngỡ ngàng, nơi chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng cao. Không phải vì những kiến trúc cầu kỳ mà chính bởi không gian ở đây được bao trùm bằng một màu xanh tuyệt diệu. Lượng cây xanh khổng lồ được kiến tạo có 102 tại các khu đô thị. Những hàng cây được thiết kế thành 5 tầng, 5 lớp tạo thành một hệ sinh thái tự nhiên vô cùng hoàn hảo. Còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi buổi sáng thức dậy, bao trùm lấy không gian sống của bạn là ánh nắng sớm len lỏi qua những tán lá cây, tiếng gió rì rào qua ô cửa đem lại một ngày mới đầy năng lượng. Tất cả tạo nên một tuyệt tác xanh, nơi chúng ta được thiên nhiên yêu thương, ôm trọn vào lòng. Mỗi ngày tại đây là một trải nghiệm đáng sống và tôi chỉ cần giơ chiếc điện thoại của mình lên với chế độ cam thường là đã có thể chụp được những tấm hình xinh lung linh như thế này. Tôi không cần tìm đến một khu rừng, cũng không cần tìm về một vùng quê. Tới đây tôi có thể có những trải nghiệm tuyệt vời như thế này tại Eco Central Park, thành phố Vinh, Nghệ An.